Nghệ sĩ Quế Trân sinh ngày 19 tháng 2 năm 1981. Cô là con gái của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tông, hậu vệ sáng giá đời thứ 5 của đại gia đình Tuồng Cổ Vĩnh Xuân, Bầu Thắng và Minh Tơ. Cô bắt đầu theo nghiệp tổ từ năm 8 tuổi vào năm 1989 ở đoàn Đồng Máu Bạch Long. Đến nay, sau hơn gần 30 năm theo nghề, con đường nghệ thuật của Quế Trân luôn thẳng tiến. Cô đã giành được rất nhiều thành công. Có thể nói Quế Trân là một người lao động nghệ thuật nghiêm túc, có ý chí cầu tiến, luôn phấn đấu để vươn lên và khẳng định mình tài năng, nội lực của riêng mình. Cô là người phụ nữ đa tài, không chỉ xuất hiện trên sân khấu tuồng cổ, cô còn biểu diễn những vai tuồng xã hội, tâm lý rất ấn tượng và tham gia biểu diễn ca nhạc và làm MC, được mài dũa rèn luyện tay nghề từ khi còn bé, do chính người cha của cô, nghệ sĩ Thanh Tông chỉ dạy những tinh hoa, những kinh nghiệm cần thiết cho một người nghệ sĩ. Nhờ sự dìu dắt của cha, nghệ sĩ Quế Trân dần khẳng định mình trên sân khấu sông bé, Sài Gòn 1, Minh Tơ, câu lạc bộ cải lương hội sân khấu thành phố. Vai diễn đầu tiên cô tham gia là vai Na Tra trong vở Na Tra Đại Náo Thủy Cung trên sân khấu Đầu Mổ Bạch Long và được rất nhiều khán giả yêu thương ủng hộ. Và sự cố gắng nỗ lực không ngừng của Quế Trân đã đem lại cho nghệ sĩ Quế Trân một chỗ đứng vững vàng trong làng sân khấu Việt Nam cũng như trong lòng khán giả màu điều cải lương. Hồi còn nhỏ, càng đi hát càng ấp ủ trong Quế Trân ước mơ được trở thành đào hát chánh, và hơn hết là cô được nối nghiệp của gia đình. Cũng từ đó giấc mơ trở thành đào hát lớn dần khi cô bé mang đầy chất nghệ sĩ ấy. Chiều nào đi học về, cô cũng hớn hở để về tối đi hát. Cô gái ấy mê hát ánh đèn sân khấu đến nỗi nghệ sĩ nhân dân Thanh Tông, cha của cô phải ra tối hậu thư yêu cầu cô tập trung học hành. Cô chỉ được hát vào những ngày nghỉ, dịp lễ và hè. Mãi đến sau này khi Quế Trân học xong và ra trường mới được cha chấp thuận cho đi hát. Năm 1999 thì vừa tròn 18 tuổi, Quế Trân đã đăng quang huy chương vàng giải triển vọng Trần Hữu Trang với vai Thiên Kiều Công Chúa trong trích đoạn Trắng Hoa Mai. Đây có thể coi là dấu mốc sự nghiệp của cô trong làng sân khấu Việt Nam. Các giải thưởng mà nghệ sĩ ưu tú Quế Trân giành được như giải tài năng trẻ thành phố Hồ Chí Minh năm 1999, giải diễn viên xuất sắc do tạp chí sân khấu Việt Nam trao tặng năm 1999, giải diễn viên tài sắc do báo sân khấu thành phố Hồ Chí Minh tặng năm 2003 và 2004. Và vào năm 2012 thì nghệ sĩ Quế Trân cũng đã nhận được danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Nói về cuộc sống gia đình của nghệ sĩ Quế Trân thì sau khi nghệ sĩ Thanh Tông đột ngột qua đời, nghệ sĩ ưu tú Quế Trân sống cùng với mẹ. Gia đình của Quế Trân có hai anh em. Anh trai cô đã kết hôn và có hai bé, một trai một gái. Riêng Quế Trân thì cô vẫn chưa muốn tiến đến hôn nhân vì công việc vẫn còn khá bận rộn. Quế Trân cảm thấy rất áy náy vì để người yêu thiệt thôi, không được quan tâm nhiều. Nhưng theo Quế Trân nghĩ thì đó cũng là dịp để hai người thử thách tình cảm. Nghệ sĩ Quế Trân chia sẻ, cô không đề ra tiêu chuẩn nào cả về tình yêu. Tình yêu đến rất tự nhiên. Quế Trân không biết mình thích anh ấy ở điểm nào, chỉ biết anh ấy yêu mình, tôn trọng và chia sẻ nghề nghiệp với mình. Mặt khác, anh ấy có sự nghiệp ổn định, có thể bào bọc được cuộc sống cũng như tinh thần cho mình trong tương lai. Hiện nay thì sân khấu cải lương không còn thu hút nhiều khán giả như trước. Tuy vậy, với niềm đam mê và lòng yêu nghề, Quế Trân vẫn đi diễn đều đều, vẫn nỗ lực không ngừng để giữ trọn niềm tình yêu của khán giả, cũng như hoàn thành tâm nguyện của người cha quá cố, giữ nghiệp của tổ tiên.